máy tích hợp chip xử lý tầm trung MediaTek Helio G96, RAM 8GB cùng bộ nhớ trong 128GB. Sản phẩm cũng được trang bị công nghệ tăng RAM bằng cách cắt dung lượng bộ nhớ trong, giúp RAM tăng được tối đa 3GB. Hiệu năng máy không thua kém V21 5G hay Oppo Reno 6Z nhưng không hỗ trợ kết nối 5G. V23e là một trong những smartphone mỏng nhẹ nhất hiện nay, với độ dày 7,39mm và nặng 132g. Do đó, Vivo phải loại bỏ rắc cắm tai nghe, còn pin cũng chỉ có dung lượng 4050mAh, thấp hơn nhiều so với mức 4500mAh phổ biến trong phân khúc. Máy hỗ trợ sạc nhanh 44W cho phép sạc đầy 70% pin trong vòng 30 phút. V23e có thể coi là phiên bản giá tốt của V21 5G. Máy sử dụng màn hình AMOLED 6,44 inch, độ phân giải Full HD+. Tuy không hỗ trợ HDR10+ hay tần số làm tươi 90Hz, màn hình vẫn động mượt và màu trung thực. Độ sáng là điểm mạnh của màn hình khi có thể sử dụng như một đèn trợ sáng để chụp selfie trong điều kiện thiếu sáng. Máy sử dụng thiết kế vuông vắn với khung viền phẳng tương tự như đàn anh V21 5G. Các hãng smartphone đang quay trở lại thiết kế này nhiều hơn thay vì bo cong. Máy có hai màu đen và xanh với hiệu ứng chuyển màu khá đẹp mắt. Phiên bản đen sử dụng kính bóng dễ bám vân tay hơn kính mở trên bản màu xanh. Vivo không sử dụng camera dạng đục lỗ theo xu hướng mà vẫn dùng thiết kế dạng giọt nước, do cảm biến camera trước có kích thước lớn và độ phân giải lên tới 50 megapixel cao nhất trên thị trường. Camera trước được trang bị AI cho tính năng chụp đêm và làm đẹp gương mặt quay phim 4K, đồng thời hỗ trợ quay phim kép với camera trước và sau cùng lúc. Cụm camera sau với 3 ống kính thay vì 4 như phần lớn điện thoại tầm trung hiện nay. Trong đó, camera chính là 64 megapixel, góc siêu rộng 8 megapixel và camera 2 megapixel dùng để đo độ sâu trường ảnh. Máy có nhiều chế độ chụp như chụp đêm, chụp bokeh flare giống Oppo Reno 6, quay phim 4K. Tuy nhiên, sản phẩm không hỗ trợ chống rung quang học OIS mà chỉ sử dụng chống rung điện từ EIS, do đó khả năng quay phim và chụp hình thiếu sáng sẽ không tốt bằng V21 5G. Việt Nam là thị trường đầu tiên Vivo V23e được công bố vào ngày 18 tháng 11. Sản phẩm được bán kèm đầy đủ phụ kiện như cây bảo vệ, củ sạc cáp tai nghe và một adapter chuyển từ USB-C sang jack 3.5. Sản phẩm nằm trong phân khúc tầm trung cùng với Oppo Reno 5, Realme 8 Pro và Xiaomi Mi 11 Lite. Vivo V23e được công bố tối 18 tháng 11 và sẽ có mặt trên thị trường từ 25 tháng 11 với giá 8,49 triệu đồng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.